bạn này, bạn kia biết nói xin chào rồi kìa. Ôi. Tổ khẩu đâu? Khẩu đâu đây? Đây ông Tuất kể đây. Đây, thôi đây là người. Là bắt dế cái hôn. Tần lão, tần lão lù là ai? Là ông này à? Thế tần... Hin hai tên đấy à? À tên tên là vừa tên là tên là Hin nữa. Tên con thôi. Hin là tên trẻ con à? Hin lù ông lù trẻ con là tên trẻ bé. Thế nào nhàng phết đấy. Mẹ nó tên là gì? Đây là ông này, đây là bà này đúng không? Tần lá lù là ông đúng không? Chào lở bảy là bà đúng không? Nhưng mà chúng nó có cưới nhau không? Cưới. Hai bên có cưới nhau nhưng mà không có làm cưới nhau đấy. Lúc đấy là tảo hôn đúng không? Bây giờ này nhá. Bây giờ nếu mà muốn giấy tên, muốn giấy khai sinh của nó mà có cả tên bố tên mẹ luôn. Bây giờ chúng nó bây giờ nó 95 năm, nó đủ tuổi kết hôn rồi. Thằng cháu bố nó sinh năm bao nhiêu? Bố nó sinh năm 94, mẹ nó cũng sinh năm 94. Thế thì bây giờ đủ tuổi kết hôn rồi. Là làm bây giờ không cần biết là giấy khai sinh sai cái nào, nhưng bây giờ chỉ biết là trong sổ hộ khẩu này thì là bây giờ cô trong sổ hộ khẩu thì bây giờ cái mẩy cho cô này nó đủ tuổi để kết hôn rồi. Chồng nó cũng đủ tuổi có kết hôn rồi. Thì bây giờ việc đầu tiên đấy là làm giấy đăng ký kết hôn cho hai vợ chồng nó. Xong việc thứ hai là từ giấy đăng ký kết hôn đấy cộng với cái sổ hộ khẩu này chứng minh thư của nó. Bây giờ không lấy nhau rồi. Không lấy rồi. Thế thì thôi bây giờ này. Không lấy nhau. À thế thì lấy theo mẹ anh được. Lấy theo mẹ được. Thế bây giờ lấy con riêng của mẹ không rồi. Bây giờ lấy chồng khác giả. Thế thôi bây giờ vẫn làm giấy khai sinh như thế này thôi. Thế bây giờ mẹ nó đang ở đâu? Mẹ nó ở bên Bắc Sơn, Bắc Sơn, Nga đấy. Nga này. Nó có số điện thoại không? Không có điện thoại. Làm thế nào để ra để làm được nó không? Nhưng mà nó không có chứng minh thư, không có cái gì thì em hiểu không? Gọi mẹ. Nó về đây, xong rồi họ sẽ đưa xuống xã để nó là ra công an làm chứng minh thư cho nó. Sau nó có chứng minh thư, nó có sổ hộ khẩu này thì phải tháo gỡ cái việc không giấy chứng sinh để làm giấy khai sinh cho nó. Được chưa? Bắt buộc phải làm. Thế thì đưa đi làm dễ thôi mà, không có gì khó đâu. Chỉ có người nếu mà đi làm chứng minh thư thì phải làm cái lăn tay thì phải cần ngón tay thôi. Có người đi cùng. Không tốn tiền, anh em cứ khác đưa đi, các hướng dẫn, không phải tốn tiền gì cả. Thế thì phải gọi điện báo ở bên kia bảo nó đến đây thôi. Bảo tranh thủ về một buổi đi. Cô gọi em về đây. Đấy gọi về một ngày đấy mà phải về một ngày hành chính chứ không phải thứ bảy không làm được. Thứ như thứ hai, thứ sáu. Gọi đi ra ngoài tại chiều mai thứ hai được không nhỉ? Thứ hai à? Chiều mai được. Thế thì cô gọi điện thì bảo nó là sáng mai về đây, chiều mai anh em cho đưa đi làm chứng minh thư. Bạn nữa rồi. Em ở đâu rồi? Nở hôm nay đâu rồi? Đi học mà. À đi học rồi à? À hôm nay đi học rồi đúng không? Tốt quá. Như vậy là đã nở đã đi học rồi nha các bạn nhá. Nở phải đi học chứ, không đi học là chú thu tivi về ngay. Thu hết đồ chơi về ngay, không cho nữa. À đây là hai anh em đấy nhỉ? Hai anh em. Thế em kia là con trai hay con gái? À con gái à? Ui thế thì à con trai rồi. Con trai hết. Thế em ra hôm nào? Em ra hôm nào? Hôm qua à? Hôm qua mẹ điện à? Thế chiều nay đi với anh nhá. Chiều nay đi làm chứng minh thư, chứng minh nhân dân đấy. Với lại là ra ngoài kia xem làm thủ tục. Bạn này nó đi học chứ nhỉ? Yeah. Lớn tướng rồi phải đi học chứ. Vì sao chưa em ơi? Xong rồi gì? Mang theo sổ khẩu đi nhá. Sổ khẩu có chưa? Cầm hộ khẩu đi xong là đi xuống làm cho sớm. Anh hẹn với người ta rồi. Bây giờ xuống là vừa thời gian để làm. Đang chuẩn bị để đi làm cái giấy khai sinh cho cậu bé. Tên là gì nhỉ bà nhỉ? Tên của con ấy là gì nhỉ? Khấu Nhàn. Còn cái bạn 6 tuổi cơ mà. Khấu Nhàn. Khấu Nhàn à? À tên là Khấu Nhàn. Cấu Nhàn. Lên bao nhiêu lâu rồi hôm nay mới biết tên đấy. Wow.
Thế là lấy khai sinh là Khấu Nhàn nhỉ? Khấu Nhàn. Tên là Khấu Nhàn mọi người nhé. Cái cậu bé mà chưa có giấy tờ để đi học, hôm nay thì đưa xuống dưới ủy ban của xã Tà Phời để giúp cho bạn ấy làm cái giấy khai sinh. Em nghĩ là chúng ta nên đặt cho bạn ấy một cái tên đẹp hơn. Và đúng cái rồi. Tên Khấu Nhàn. Không, tên thì do bố mẹ đặt thôi. Bố mẹ của bạn ấy sẽ là người quyết định đặt tên cho bạn ấy. Thôi, mời tất cả mọi người đi nhé. Theo dõi hành trình của anh em nhé. Bắt đầu xuất phát nhé. Chỗ trên này là kính gửi ủy ban nhân dân nhỉ chị nhỉ? Chứ hơi xấu. Không, thế là đẹp rồi. Người thì đẹp nhưng mỗi đội da hơi đen. Cái ngày đi vùng cao phơi nắng này thì làm sao mà sáng được. Suốt ngày em đi làm tình. Suốt ngày đi chơi. Nơi thường trú có phải ghi là thôn không chị? Có, em đi đó. Đủ 4 cấp hay sao? Bây giờ lấy tên con là gì? Tẩn Lão Tả. Cũng giống như là Tả kia. Ở đây là Tả kia là tên là Tần San Mẩy. Chẳng lờ mẩy. Tần Cáu Hin này là Tả đúng không? Bây giờ là lấy con tên là Tần Lão Tả. Tần Lão Tả nhé. Trẻ nhờ. Ngày tháng năm sinh thì là lấy theo cái này đúng không? Đây ngày tháng năm sinh. Dạ. Tính năm này. Dân tộc Gia. Không chạy được là chị đi không? Vẫn chạy được nhưng mà không có. Đi bộ từ trong Phìn Ngan ra đây hai lần rồi, bảo thôi trưa nay thôi tranh thủ, biết hôm nay là ngày không phải ngày làm rồi nhưng mà tranh thủ để đi làm. Đi học này. Ra đây cô còn cho quần áo này, này. Sướng rồi nhé. Yeah. Chị ơi không cho nó đi, thế là nó cứ đuổi chạy theo xe. Chạy theo xe máy ấy, cứ đuổi chạy theo đường ấy, mới phải cho đi. Vâng. Đây là cái này và cùng quần một bộ nhá. Bao nhiêu quần áo đẹp rồi. Cái này mặc vừa. Một anh lớn nữa. Anh lớn hơn anh này một tí. Anh lớn hơn thì mặc cái này. Đang học lớp 5 rồi. Thế cái nào bé thì thằng kia mặc. Chắc mặc được. Không nào thằng kia mặc thì mặc. Còn toàn quần áo mới, quần áo đẹp đấy. Nó dùng tốt mà, và mặc được mà, còn mạnh mặc chật đấy chứ. Vâng. Không phải ấy đâu.
cái này, những cái áo này mà hết áo đá bóng này, cái này mặc về đá bóng nhá. Rồi. Thế chưa? Bao nhiêu quần áo mới? Đấy. Đây là những cái này về à, cháu mặc được cho anh mặc nhá. Cái nào không mặc được cho anh mặc. Còn một đá bóng đá đấy. Mấy nữa đi học mới biết tiếng Kinh nhỉ? Thế là xong hết thủ tục rồi. Về chỉ làm giấy khai sinh nữa đi học được rồi. Này, quần này về mặc tốt đấy. Được đấy. Quần đẹp, quần đấy đẹp đấy. Quần đi học của Mạnh May trường lên 8 chứ. Vâng. Đấy, áo này, áo này về mà được hết, áo này mặc phông mặc mùa này tốt à. Được bao nhiêu con? Ừ. Cái áo đấy nữa ông. Ông cho áo đấy à? Đấy, áo này ông mặc. Vâng. Áo này về. Ôi, áo này ấm lắm. Cho bố mặc nhá, hay ông mặc cũng được cho ông mặc. Nó mặc dài quá. Đấy, toàn anh, áo. Toàn áo của anh Mạnh thôi, áo của con đấy. Mặc đấy, nó cho. Nó mặc chật lắm rồi, không mặc nữa. Vâng. Không phải hàng đồ đồ rách đâu. Nơi thiếu thì rất thiếu gì ạ. Bao nhiêu quần áo đẹp nhỉ? Có túi chưa? Con đây có túi rồi đấy. Này, em đi ra đây, em đi ra lấy đấy, lấy cái túi đi. Lấy cái túi xong là đây. Cho vào tí nữa cầm về nhé. Bao nhiêu quần áo đẹp luôn. Đấy. Chết. Tí sang đưa sang trường cho cắt lại cái tóc cái. Ừ. Tóc cắt nham nham nhở nhở ấy. Không biết ai cắt cho hôm bảo mang đăng đơ lên cắt cho chả biết. Em dâu cắt cho á? Úi giời, cắt cho tóc. Đấy, cái áo này tí nó mặc luôn về hôm nay. Ờ, tí mặc luôn cái áo đấy. May quá nhỉ. Đây là cái quần nhá, cái quần của nó cùng đấy. Chú bảo đang ở tí nữa đi ra kia mua cho cái áo để mặc về đứa lạnh. Đấy, có áo mới luôn. Đấy, cầm về. Đi về thôi. Đi. Đi trước đi. Đi về thôi. Hôm nay đi làm giấy tờ còn được cả quà đấy nhỉ. Được cho bao nhiêu quà quần áo này. Hôm nay không kịp cắt tóc rồi. Mai mới cắt lại tóc nhá. Cắt tóc cho đẹp nhá. Mệt quá. Mệt quá. Ôi, về đến nhà rồi, mệt quá. Anh Lở đang xem tivi à? Ôi, đang xem tivi. Hôm nay đi là có quà đấy đấy. Hôm nay là đi được nhiều quà quá. Ra nào, bà xem hôm nay bà ở ngoài kia cho cái gì. Cho nhiều thứ, quần áo lắm. Lở xem quần áo này, quần áo đẹp ở trong này này. Đấy, có cả quần áo đấy. Hôm nay ra là làm xong rồi đấy nhá cô nhá. Mai ngày kia nữa là có. Hôm nay ra đi chụp ảnh rồi làm xong hết rồi. Đấy quần đấy người lớn mặc rồi. Chắc cho ông mặc rồi. Dài quá. Đấy có cái áo phông đấy. Cái áo đấy đẹp đấy. Toàn quần áo tốt đấy. Đấy cái đấy Lở mặc vừa. Quần đấy Lở thử mặc nào. Ờ cái đấy tả mặc vừa. Đấy cái đấy là Lở mặc vừa đấy. Thử xỏ vào nào Lở. Xỏ vào xem có vừa không. Còn đấy mặc đi học được. Đấy. Ôi cái quần đấy Lở mặc vừa luôn. Đấy. Đẹp luôn. Vừa luôn. Rồi. Giữ cho nó sạch nhá. Để mặc đi học nhá. Hôm nay bảo cắt tóc lại cho anh này mà không kịp, muộn quá rồi phải về. Mai cắt à? Em cắt cho cháu à? Ơi, cắt như thế này mà chắc úp cái bát vào hay sao? Này như là ở dưới thì trắng, ở trên thì không có tóc. Đấy, cái đấy quần đùi mặc được đấy. À, có cả cái chăn này này, cái chăn này nó mỏng nhưng mà đắp ấm lắm. Mua được bút chưa? Chưa mua á? Thế mai đi mua đi nhá, mua bút đi nhá. Đấy cái áo đấy ông mặc vừa đấy, mặc ấm đấy. Và
Cô ơi, mai con gái đi đi về trong kia thì bảo cháu về cháu đón đi cho nhá. Không phải đi bộ đấy nhá. Trưa mai cháu vào nhá. Nếu mà thấy vào muộn một tí thì cứ đợi một tí nhá. Con lại đi bộ về khổ quá. Đấy, đi bộ về tận Phình Ngan cơ mà, không phải là gần đâu mà. Mẹ có mà cả đi dùng á. Con đi dùng. Thôi đi về đi. Đi vào nhà đi nhá. Đi theo mẹ đúng không? Đó, đi theo mẹ đấy. Thôi đi vào nhà đi. Mai chú lên chú cho đi chơi nhá. Rồi đi theo. Thôi. Đây anh ơi, đi xuống đi. Đấy, khổ thế đấy mọi người ạ. Đi về giờ muốn đi theo mẹ, đòi đi theo mẹ không muốn ở nhà mình. Mẹ thì lại phải về bên Phình Ngan Bát Sát. Có xây dựng gia đình mới bên đấy rồi. Chạy theo mẹ. Khổ quá nhỉ. Thôi con, tình mẫu tử nó phải thế thôi. Tình mẫu tử nó biết làm sao được, bây giờ xây dựng gia đình mới bên đấy rồi thì phải về nhà chồng chứ. Con thì ở bên này. Thì con thế đấy mọi người, khổ quá. Bây giờ anh em sẽ đưa chị ấy về bên nhà. Chứ để đi bộ thì khổ quá. Đi bộ mấy chục cây số liền. Chị ấy đang phải trốn đi trước rồi. Trốn xuống đường bên kia trước. Ngày mai ngày kia anh vào cho nó nhé. Giờ cứ đòi chạy theo này. Rồi, bắt đầu đi về thôi. Đấy, đã đứng ở dưới kia rồi. Anh cứ đi đi, cứ đi đi, em đứng lại tí đã. Thank you.
rất dài luôn. Đi xa quá mọi người ạ, một chặng đường cực kỳ dài luôn mới đến nhà. Ui, nhà xa quá. Đi mai mới đến nhà rồi nhỉ. Thế hôm nọ đi bộ mà đi xa quá. Chồng đi làm à? Tưởng nó có ở nhà anh em nói chuyện với nhau một tí. Đi làm. Thế thôi nhá, anh đi về đây. Anh đi về nhá. Cứ yên tâm rằng cô không sao nhá. Hôm nào có giấy tờ thì anh cầm vào cho nhá. Ờ. Úi giời, bé chắc ngủ rồi chứ. Chưa ngủ. Này, anh cho 50.000 chiều đi mua muối mì chính ăn nhá. Tính đấy thì mua tưởng qua quán nữa thôi. Mua muối mì chính hoặc nước mắm ăn nhá. Ừ. Đến nhà đây rồi, hôm nào anh vào chơi nhá. Ừ. Anh đi về nhá. Cảm ơn anh nhá. Ờ, không, không phải cảm ơn đâu. Thế đi bộ xa quá thì phải đèo về thôi nhá. Ừ. Nghỉ đi, cho con nghỉ đi nhá. Anh đi về đây. Công nhận là xa thật nhỉ anh nhỉ. Quá xa luôn. Bây giờ về quay về đường cũ hay là anh em mình đi ra ngoài đấy. Đi, cứ đi đường nào tiện thì đi thôi. Ra kia xem đã. Vâng. Anh em đã hoàn thành xong nhiệm vụ nhá mọi người nhá. Đưa chị mẹ con chị về đến nhà an toàn. Mọi việc giấy tờ thì cũng cơ bản đã ổn rồi. Bây giờ lại khởi hành một đoạn đường khá là xa nữa để quay về. Đây, gia đình thì nhà thì ở dưới này. Đây là cái mái ấm mới của gia đình nhà chị. Để anh gọi chồng một câu. Đi về thôi anh nhé. À anh gọi đi. Anh Biên anh ấy đang điện thoại cho chồng của bạn ấy để thông báo là đã về đến nhà rồi. Không nghe máy à anh? Chưa đi nghe à. Chắc gọi lại sau. Một nó đang nghỉ trưa hay là đi làm rồi ấy. Đi anh em mình về đây. Anh em đến cái đoạn này có cái hồ rất là đẹp luôn này. Đang dừng nghỉ chân tí xong là bắt đầu lại di chuyển đi về. Đi học được. Chuẩn bị đi học được rồi. Công việc của anh em cũng cơ bản hoàn thiện được đến 80% rồi đấy, tất cả mọi người ạ. Khó khăn nhất thì hôm nay là giải quyết được rồi. Này đưa về một đoạn đường khá là xa nhưng mà anh em cũng rất là vui. Thật. Mình đi xe máy còn thấy sốt ruột mà đi bộ. Đấy đi bộ từ nhà của mẹ bạn ấy mà về trong này. Đi xa quá. Vâng.